Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nút cục tiền không trôi, đảng có giai cấp công nhân tỏ ra lươn lẹo. Những ngày gần đây, cộng đồng trên mạng rất bất bình khi mà Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã đè đầu công nhân thất nghiệp của công ty Yongwen đánh thuế tới 10%, khoản thu 10% tính trên 275 tỷ đồng thì cũng chỉ được 27,5 tỷ đồng. Như vậy, công ty Pyongyang vừa mất việc, vừa phải mất tiền cho đảng và nhà nước. Đảng Cộng sản là đảng tự cho mình là đảng của giai cấp công nhân. Giải thích hành động đánh thuế phi lý này, tờ báo Lao động có bài với nội dung rằng 10% là mức thuế thu nhập cá nhân sẽ đánh trên số tiền 275 tỷ đồng tiền trợ cấp thôi việc của công nhân công ty Pyongyang. Mức thuế 10% là ngang với mức thuế đánh trên tiền trúng xổ số. Họ so sánh tiền đánh thuế này cũng như tiền đánh thuế đối với người trúng số. Tuy nhiên, cách giải thích này không ổn. Đây là hình ảnh lươn lẹo đồng tiền thu nhập của một cá nhân với tiền của tập thể và đánh thuế vô tội vạ lên người lao động nghèo. Tiền đánh thuế người trúng số là thuế thu nhập cá nhân. Người trúng số có số tiền thu nhập rất lớn, đến nhiều tỷ đồng, trong khi đó phần đông mỗi công nhân chỉ nhận khoản trợ cấp dưới 10 triệu đồng. Theo luật thuế nhà nước quy định thì người có thu nhập hơn 11 triệu đồng không nuôi thêm bất kỳ ai mới bị đánh thuế. Nếu nuôi thêm một người thì thu nhập trên 15,4 triệu đồng một tháng mới bị đánh thuế. Tương tự, người nuôi hai người khác là trên 19,8 triệu đồng, nuôi ba người khác thì trên 24,2 triệu đồng mỗi tháng, và nuôi bốn người trở lên là 28,6 triệu đồng mỗi tháng. Như vậy, Chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã lươn lẹo khi họ gom hết số tiền trợ cấp của 2.800 công nhân thành khoản tiền 275 tỷ đồng để đánh thuế. Và họ bao biện là đánh thuế 10% của 275 tỷ đồng, tương tự như đánh thuế với người trúng số. Người trúng số là tiền của một cá nhân, còn 275 tỷ đồng là tiền của tập thể, gồm tới 2.800 người lao động thất nghiệp. Khác nhau hoàn toàn, và những người thất nghiệp nhận tiền trợ cấp chưa tới ngưỡng phải chịu mức phải đánh thuế, thì tại sao đảng của giai cấp công nhân lại đi chấn lột họ? Đây là hình ảnh nuốt không trôi, chuyển qua nói tạm thu. Sau khi nói vòng vo cũng không xong thì Chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh lại nói khoản đó chỉ là tạm thu. Thực sự họ nuốt không trôi, họ tỏ ra lươn lẹo. Vì sao phải tạm thu? Tạm thu rồi khi người công nhân muốn hoàn thuế lại phải cung cấp rất nhiều giấy tờ rắc rối. Trong khi đó công nhân không hiểu về thủ tục giấy tờ rắc rối. Với công nhân được trợ cấp dưới 5 triệu đồng nhưng bị chấn lột 500.000 đồng và bị hành cho ra bã. Đến nỗi họ thấy bế tắc thì ắt nhiều công nhân phải bỏ đi khoản tiền 10% bị chấn lột đó. Câu chuyện đảng của giai cấp công nhân chấn lột công nhân bằng khoản thuế gian trá 10% không phải mới diễn ra, mà nó đã diễn ra rất nhiều lần. Giờ đây người dân mới ngã ngửa. Trước đó vào tháng 7 năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, công ty Pyongyang cũng phải chấm dứt hợp đồng lao động với gần 2.800 công nhân. Công ty Pyongyang cũng có trợ cấp cho các công nhân mất việc và họ cũng phải chịu thuế thu nhập cho khoản tiền trợ cấp này. Tuy nhiên lúc đó xã hội chưa lên tiếng. Khoản tiền đó đến nay cũng không được Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hoàn trả lại. Nếu xã hội không lên tiếng, họ sẽ nuốt luôn. Đây là hình ảnh đảng của giai cấp công nhân quá ác khi nhẫn tâm chấn lột giai cấp cần lao. Nhìn vào nhà cửa của quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì thấy dân thấy gì đây? Đó là nhà cao cửa rộng, giá trị bất động sản có thể hàng trăm năm làm việc của quan chức hoặc hơn. Họ đi ô tô với giá trị mỗi chiếc bằng 10 năm lương của họ. Họ cho con đi ăn học ở nước ngoài với chi phí mỗi năm bằng 10 năm lương của họ. Họ nhậu nhẹt xa xỉ, họ ăn thịt bò rát vàng với một bữa ăn bằng 3 tháng lương của họ, vân vân. Đấy là chi tiêu nổi, còn tài sản chim thì phải hơn thế rất nhiều. Phần nổi và phần chim của tài sản của quan chức nó chẳng khác nào phần nổi và phần chìm của một tảng băng. Tất cả những tài sản có được của quan chức là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tầng lớp lao động. Đảng của giai cấp công nhân giờ cho chấn lột bất kể khi nào họ có thể. Đấy là bản chất bất lương của đảng cầm quyền tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d với bản tin Nút cục tiền không trôi, đảng của giai cấp công nhân tỏ ra lươn lẹo.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thời báo D bị âm binh đánh phá, chưa đủ, Nguyễn Trọng Nghĩa còn cho Vietnamnet tấn công. Hiện nay, Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm trong tay khoảng 800 tờ báo và các kênh truyền hình lớn nhỏ. Tất cả những tờ báo này đều có tiếng nói chung, ngôn ngữ, đấy là ngôn ngữ của Đảng. Người đứng đầu Ban tuyên giáo Trung ương chính là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Nghĩa vốn là người làm tuyên huấn bên quân đội. Trước khi làm trưởng ban tuyên giáo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa từng là phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo của Trung ương Đảng. Khi làm tuyên huấn trong quân đội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nắm lực lượng 47. Lực lượng do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập theo chỉ thị số 47 CT do Tổng cục Chính trị ban hành vào ngày 8 tháng 1 năm 2016. Tính đến tháng 12 năm 2017, lực lượng này có hơn 10.000 người, với quân số có mặt ở tất cả các đơn vị cơ sở, mọi miền và mọi lĩnh vực của quân đội. Lực lượng này chuyên đánh phá các trang web giấy tờ, báo cáo lên YouTube, Facebook và cướp đoạt các tài khoản mà họ cho là xấu độc với chế độ, nhằm bịt miệng người dân. Mỗi khi tờ Thời báo.de làm tin về nội chính, phân tích những điểm đen trong chính sách, tìm thấy những âm mưu phản dân hại nước trong chính sách để đưa tin kịp thời cho người Việt Nam trong và ngoài nước được biết, thì lập tức ngay sau đó trang web của Thời báo.de bị tấn công bằng mã độc và các clip trên YouTube bị báo cáo và ngăn chặn ở Việt Nam. Nói chung, Thời báo.de cũng khá vất vả để phải chống đỡ những lực lượng hàng chục nghìn người đến như vậy, có chuyên môn kỹ thuật và có đầy đủ những trò bẩn mà họ sẵn sàng được tung ra. Trong khi đó, tờ Thời báo.de chỉ có đội ngũ nhà báo và phóng viên khiêm tốn so với họ rất nhiều. Và chúng tôi chỉ chăm lo công tác chuyên môn mà không hề tấn công phá hoại những tờ báo của họ. Thật là không cần sức. Chỉ vì nói những gì Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giấu mà Thời báo.de đã phải đương đầu với một lực lượng âm binh rất đông đảo, có quân số lên đến hàng vạn người thì vất vả đến cỡ nào. Tuy nhiên, Thời báo.de sẽ không vì thế mà lùi bước và tiếp tục đưa tin cho bạn đọc mỗi ngày. Chúng tôi cũng quyết tâm làm tin không ngại va chạm để tôn vinh sự tự do báo chí mà thế giới văn minh luôn ủng hộ, sẽ chiến dù biết lực lượng mỏng hơn nhưng vẫn không ngần ngại. Đây là hình ảnh Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông Lê Quang Tự Do. Vào ngày 1 tháng 3, trên trang báo Vietnamnet có đăng bài với tựa đề kích thích sự tò mò bằng các thông tin bịa đặt. Trong đó có dẫn lời của Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin Truyền thông ông Lê Quang Tự Do nói rằng Việt Tân, EFA, Thời báo.de tung tin xấu, tin độc diễn ra tinh vi. Thực ra chúng tôi là báo chí tự do, đưa tin theo diễn biến thời sự trong nước, không ca tụng Đảng Cộng sản, thẳng thắn nói ra cái xấu, cái ác của chính quyền này với dân. Mục đích là để người dân trong và ngoài nước nhìn thấy và tạo ra áp lực để chính quyền phải tự điều chỉnh cho tốt hơn để phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lâu nay vẫn như thế, vẫn không chịu sửa mà lại vu cho Thời báo.de là thông tin xấu, tin độc. Chúng tôi cũng không quan tâm tới tin đó là xấu hay độc với Đảng Cộng sản mà chúng tôi thấy cần phải nói. Tuy nhiên, khi bị chạm nọc, Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại điên cuồng đánh phá bằng những cách vô cùng tinh vi, làm cho thông tin nhiều khi bị chậm trễ đến với bạn đọc. Đây là hình ảnh bài báo tấn công trên Vietnamnet. Người dân Việt Nam đã rất thông minh. Nơi nào mang lại những tin tức hay, những tin tức cần thì người dân sẽ đọc. Thời báo.de không có quan điểm ca tụng Đảng. Đó là giá trị lớn mà chúng tôi có được. Trong khi đó, trên 800 tờ báo và kênh truyền hình khác nhau dưới trướng Ban tuyên giáo Trung ương chỉ nói những lời xu nịnh và tầng bốc. Trong xã hội không ai thích thành phần xô nịnh và hay tâng bốc quyền hành đến thế, vì nó rất giả tạo. Cho nên, nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng thì Đảng Cộng sản Việt Nam hãy tự do báo chí để xem ai còn đọc những tờ báo dưới trướng của Ban tuyên giáo nữa hay không. Trên mặt trận báo chí, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thua, và vì thua nên họ đã phải dùng hàng vạn âm binh đánh dưới thắt lưng.
tờ báo chấm đê là một trong những tờ báo tự do như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Thời báo chấm đê bị vạn âm minh đánh phá, chưa đủ, Nguyễn Trọng Nghĩa cho Vietnamnet tiếp tục tấn công. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.